quen thuộc với tất cả những ai theo đạo Công giáo. Vì hầu như thì đêm nào trước khi ngủ và sau khi đọc kinh xong, Bảo Thi luôn hát ca khúc này. Có những lúc có thể hát được thành lời, mà có những lúc thì chỉ có thể hát ở trong lòng mình thôi. Thì xin được gửi đến tất cả quý cha, đức cha, quý tu sĩ cũng như giáo dân của chúng ta một bài hát được mang tên Năm Xưa Trên Cây Sồi. Và Thi hy vọng rằng ca khúc này, quý vị sẽ cùng cất giọng hát cùng Bảo Thi để chúng ta có thể gửi ca khúc này đến mẹ Maria ạ. Mọi người trong cộng đoàn có đồng ý không ạ? Thế nào, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, mời anh nhạc. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tuôn sùng máu tâm, hãy nâng lên hạt mân côi. Rồi chân thành từ nay thông hối, mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhầm lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi, trông về máu tâm, sống trong tình mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con xin nghe mẹ rồi, chân thành từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhầm lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Và sau lần này thì Bảo Thi sẽ yêu cầu ban nhạc của chúng ta hát nhạc nhỏ lại, và Bảo Thi cùng với tất cả giáo dân của chúng ta cùng nhau đồng thanh hát ca khúc này nha. Rồi làng Fatima xa, quý vị hát cùng với Bảo Thi nha. Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy